Kính thưa quý vị và anh chị em, ở trong video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần thứ nhất của bài tin mừng mà phụng vụ công bố vào Chúa Nhật thứ tư mùa thường niên năm B, Bác Cô chương 1 câu 21 cho đến câu 28. Bài tin mừng này kể lại cho chúng ta các hoạt động của Đức Giêsu Tại hội đường Ca-phác-naum vào một ngày Sabat và chúng ta sẽ phân tích các câu 21 đến 22 uh, kể lại việc Đức Giêsu giảng dạy và phản ứng của cử tọa tại hội đường Ca-phác-naum khi nghe Chúa Giêsu giảng dạy. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Tại thành Các Pháp Na -um, ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sừng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có thẩm quyền chứ không như các kinh sư. Ở Marco chương 1 câu 21 mở đầu bài Tin mừng hôm nay đó, tác giả Marco nói Tại thành Các Pháp Na -um, ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường giảng dạy. Ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường. Hội đường, thưa anh chị em, là một trung tâm tôn giáo và văn hóa của Do Thái và nó đại diện cho thiết chế Do Thái ở cái cấp độ địa phương. Ở hội đường vào mỗi ngày Sa-bát thì dân chúng được quy tụ để tham gia vào việc thờ phượng thiên chúa và nghe giáo huấn của các kinh sư. Cái giáo huấn được trình bày ở đó như là giáo huấn chính thức của tôn giáo Do Thái. Và việc tham dự vào sinh hoạt tại hội đường trong ngày Sa-bát đã trở thành như là một đòi buộc đối với những người Do Thái. Cái việc tham dự sinh hoạt hội đường vào ngày sa bát đó đã được coi như là một việc để chứng tỏ cái sự tuân phục đối với những điều được trình bày như là thánh ý của thiên chúa thế vậy thì những người mà đang hiện diện trong hội đường ngày sa bát thì chính là những người do thái gắn bó với thiết chế tôn giáo do thái và là những người tuân thủ lề luật là luật mô xê à như thế hiểu như thế thì chúng ta biết là cái ngày sa bát sẽ cung cấp cho đức giê xu một cái cơ hội để đức giê xu có thể gặp gỡ tất cả đám đông dân chúng israel ngoan đạo những người israel trung thành với những người thực hành do thái theo quy định của thiết chế do thái và cố gắng trung thành tuân giữ lề luật Vậy hôm nay Chúa Giêsu đi vào trong hội đường uh, vào một ngày Sabbath ở na Naum. Khi Đức Giêsu bước vào đó thì cuộc cử hành, cuộc họp uh, ở hội đường đã được bắt đầu rồi, đang được tiến hành. Rõ ràng bằng cái cách trình bày như vậy thì thành tác giả Marco cho thấy Đức Giêsu không phải là một thành viên của hội đường. Và một ở phía sau ở trong bài Tin mừng ta sẽ thấy ở câu 23 đó thì uh, tác giả còn ghi trong hội đường của họ trong hội đường của họ à, rõ ràng là có một cái uh, cái điểm nhấn tế nhị ở đây là Đức Đức Giêsu vào không phải với tư cách là thành viên của hội đường và chúng ta cũng thấy không có một cái khoảng cách về thời gian giữa cái sự kiện Đức Giêsu đi vào và sự kiện ngày ngài khởi đầu giảng dạy nếu dịch sát phải nói là ngay lập tức ngài bắt đầu giảng dạy và như thế cũng có nghĩa là Đức Giêsu không tham dự và các dịch vụ tôn giáo được thực hành được thực hiện ở trong hội đường. rồi người cũng không chờ người đứng đầu hội đường mời nói chuyện và thậm chí ông trưởng hội đường ở đây còn không được tác giả Marco nhắc đến nữa. nói cách khác bằng cái những cái cách kiểu cách trình bày như vậy, tác giả tin mừng Marco muốn nhấn mạnh cái thẩm quyền đặc biệt của Đức Giêsu trong hội đường trong cái cử tọa là những người do thái trung thành với lề luật tuân giữ lề luật và và trung thành với những đòi hỏi của tôn giáo do thái Đây là, rõ ràng như vậy ở Ca Phác -um hôm nay Đức giê xu tiếp cận với những con người gắn bó với hệ thống tôn giáo do thái đó là một điểm nhấn đặc biệt trong bài tin mừng này thế thì tiếp cận với những con người uh, gắn bó với hệ thống tôn giáo do thái ở hội đường Naum vào ngày Sabat thì Đức Giêsu giảng dạy họ ngài giảng dạy họ có nghĩa là ngài truyền đạt cho cái cử tọa đó một cái kiến thức mở rộng cái đường chân trời và cho phép họ có một lựa chọn thực sự nói cách khác hôm nay giảng dạy cho cử tọa uh, do thái giáo trung thành với do thái giáo trong hội đường ca phát naum đức giê sẽ đánh thức cái ý thức phê phán của họ để họ có thể chấp nhận cái sự khác biệt của nước thiên chúa mà ngài đem đến so với những cái ý tưởng sai lầm của họ về nước ấy Ngài đức giê bước vào hội đường ngày uh, Sá-bát ở ca phát naum rồi Đức Giê-xu như chúng ta vừa nói, bước vào thì người giảng dạy. Giảng dạy là gì? Ngay từ đầu sứ vụ Galilei, giảng dạy đã là một trong những hoạt động chính yếu của Đức Giê-xu. Chính Đức giê -xu sẽ xác nhận một cách tỏ tường uh, cái, 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 rằng là giảng dạy là một trong những hoạt động chính yếu của người. Khi sau này quân giữ cha tay bắt người thì tác giả Marco nó sẽ để cho Chúa Giêsu nói ngày ngày tôi vẫn ở giữa các ông vẫn giảng dạy. Như vậy là ngay cả Chúa Giêsu cũng xác nhận rằng giảng dạy là một cái một trong những hoạt động chủ chốt của ngài, một trong những hoạt động quan trọng của ngài. Và à, nói thật là ở trong Tin Mừng Marco đó thì tác giả Tin Mừng Marco rất chú trọng đến các hoạt động giảng dạy của Chúa Giêsu nhưng mà cũng như ở nhiều nơi khác trong tin mừng mắc cô ví dụ như ở chương 2 câu 13 chương 6 câu 2 câu 6 câu 34 hay là ở chương 10 câu 1 thì ở đây ở đoạn văn mà chúng ta đang đọc đây tác giả mắc cô chỉ kể rằng Đức Giêsu giảng dạy chứ tác giả không nói gì về nội dung của lời giảng dạy Đó cũng là một cái điểm đáng chú ý trong tin mừng mắc cô có lẽ đối với tác giả tin mừng mắc cô điều đáng quan tâm nhất phải là chính bản thân Đức Giêsu trong tư cách là đấng giảng dạy hơn là cái nội dung hơn là cái điều mà người giảng dạy ở trong tin mừng mắc cô kinh thánh chị em giảng dạy có nghĩa là đưa ra một thông điệp dựa trên cựu ước giảng dạy là trình bày một thông điệp nhưng mà trình bày là dựa trên cựu ước và vì lý do này á Động từ giảng dạy ở trong tin mừng Marco chỉ được dùng khi Đức Giêsu ngỏ lời với một cử tọa thuần túy do thái mà thôi. Đấy, đấy, là một cái điểm đặc biệt nữa của tin mừng Marco. Thế đối với Marco đó thì uh, việc giảng dạy của Đức Giêsu trong thực tế là đã hiện thực hóa đoạn văn Isaiah chương 54 câu 13 con cái các ông tức là Sion đều sẽ là môn đệ của Thiên Chúa đức giê đức giê là đấng thi hành các uh, chức năng các thừa tác vụ mà thiên chúa giao phó ở trên trần gian và khi ngài thi hành các chức năng thiên chúa giao phó trên trần gian đó thì ngài có dân israel làm môn đồ à, lời, lời ngôn sứ isaiah uh, cho chúng ta hiểu như vậy thế thì cái uh, mà ngài có cử, cử tọa israel làm môn đồ cho nên uh, điều này giải thích tại sao Đức Giêsu lại tự giới thiệu mình trước cử tọa ở trong hội đường Ca Phác Na Um. Như chúng ta vừa nói hồi nãy với tư cách là một người không cần được ai ủy nhiệm để giảng dạy. Chúng ta chú ý là tôi nhắc lại điều tôi nói hồi nãy đó là tác giả Marco không hề kể rằng ông trưởng hội đường đến mời Chúa Giêsu giảng dạy, không có. Chúa Giêsu đi vào trong hội đường và làm như thế ở đó là cái cái cảnh vực đương nhiên của người, cái nơi trốn đương nhiên của người trong tư cách là ngôn sứ. À, là là tôi là, là 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 kinh sư và ngài làm như thế là bởi vì ngài làm như thế là bởi vì ngài có nghĩa vụ và ngài có cái quyền hạn hiện diện trong tư thế là tôn sư là thầy của Israel. Cho nên cái chữ giảng dạy ở trong tin mừng Mắc cô nhất là khi nó được hiểu như là sự hiện Chúa Giêsu giảng dạy như là sự hiện thực hóa lời sấm ngôn của ngôn sứ Isaiah xưa đó thì chúng ta hiểu là nó ngầm ý nói đến một cái tư thế của Đức Giêsu khi người giảng dạy và à, nói đến cái nhiệm vụ và quyền hạn của người. Và hiện nay á vào lúc này Chúa Giêsu hiện diện trong hội đường các phát naum đúng với cái tư cách tôn sư đó. Văn bản Marco mà chúng ta đang đọc đây như tôi đã nói hồi nãy không nói rõ chủ đề giảng dạy của Chúa Giêsu hôm nay ở trong hội đường Marco là gì. Cả cái cái chủ đề giảng dạy đấy hình như là tác giả thấy không cần phải nói nó như là một điều đương nhiên vậy. Nhưng mà nếu chúng ta muốn tìm hiểu xem vậy thì cụ thể là ở trong hội đường các phát ôm Đức Giêsu giảng cái gì thì ta có thể suy từ cái một cái câu văn được viết ở phía trước của tin mừng Marco đó là ở Marco chương 1 câu 15, một cái câu văn mang tính lập trình tóm tắt tất cả những lời rao giảng của Đức Giêsu ở Galilee. Lời rao giảng đó, lời rao giảng của Đức Giêsu ở Galilee tập trung vào cái mầu nhiệm nước Thiên Chúa, mầu nhiệm nước trời đã đến gần và vào cái điều kiện mà nước ấy đòi hỏi người ta phải đáp ứng để có thể đi vào nước đó. Đức giê Giêsu giảng dạy Thời kỳ đã mãn, nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Sám hối là hoán cải, là sửa đổi đời sống và tin vào tin mừng là gắn bó với cái uh, sứ điệp uh, về hoạt động của Thiên Chúa uh, do Chúa Giêsu công bố. À, đấy là cái lời giảng dạy của Chúa Giêsu. Nội dung của lời giảng dạy của Chúa Giêsu ở khắp miền Galilee. Vậy ở đây á, khi 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 tác giả Tin mừng Marco chỉ nói Đức Giêsu vào hội đường giảng dạy mà không nói đến nội dung của lời giảng dạy thì chúng ta cũng có thể hiểu rằng là trong thực tế ở trong hội cái hội đường ở Ca Phát naum Đức Đức Giêsu cũng nói cũng một sứ điệp như vậy thôi nước thiên thời kỳ đã mãn nước thiên chúa đã đến gần anh em thân mến anh em hãy hoán cải và tin vào tin mừng là cái khác Đức Giêsu muốn cử tọa của người phải thay đổi thái độ và cách cư xử và muốn cử tọa của người khám phá ra cái khả năng có một sự thay thế thực tại tôn giáo và tâm linh mà họ đang sống bằng một thực tại khác. Và đó có lẽ là một trong những điểm nhấn chúng ta có thể đoán được của lời giảng dạy của Chúa Giêsu ở trong hội đường Ca Phát vào ngày thứ bảy này. Ờ, thực ra thì hoạt động giảng dạy của Đức Giêsu là một phần trong cái chương trình giải phóng nhân loại, cứu rỗi nhân loại mà người thực hiện. Cho dù người sẽ phải trả và trả giá bằng chính cái mạng sống của người, như ta thấy được nói ở chương 1 câu 9. Và Tha Chúa giêsu thực hiện cái nhiệm vụ giảng dạy ấy dưới tác động của Chúa Thánh Thần À, chính Chúa Thánh Thần được đổ xuống trên người như được kể ở chương 1 câu 10 câu 11 ấy, chính Thánh Thần đã tác động để người thi hành cái sứ vụ cứu độ, thi hành sứ vụ giải phóng và giảng dạy là một phần rất là quan trọng trong cái sứ vụ đó. Và cái 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 công trình giải phóng, cái công trình cứu độ đó, cái chương trình của cuộc cứu độ của cuộc giải phóng đó thì được xây dựng dựa trên cái lược đồ xuất hành. À, như chúng ta có thể thấy được, được tác giả Marco kín đáo đề cập ở chương 1 câu 2 câu 3 câu 12 mà lượng đồ xuất hành thì kính thưa anh chị em luôn bao gồm hai yếu tố bổ sung trên nhau có cái yếu tố thứ nhất là yếu tố đi ra khỏi tình trạng nô lệ như xưa người ta ở trong cuộc xuất hành điển hình xưa người ta đi ra khỏi tình trạng nô lệ ở Ai Cập thứ nhất là đi ra khỏi tình trạng nô lệ và thứ hai à, tiến vào miền đất hứa À, như xưa dân Chúa ra khỏi đất Ai cập rồi tiến về miền đất hứa tràn đầy sữa và mật thì bây giờ cũng vậy cuộc uh, cái chương trình cứu độ cái cuộc hành trình giải phóng cũng sẽ gồm hai cái yếu tố đó hai yếu tố quan trọng đó đi ra khỏi tình trạng nô lệ và tiến vào vương quốc của Thiên Chúa đi ra khỏi tình trạng nô lệ và tiến vào vương quốc của Thiên Chúa thế thì các tín hữu của Hội Đường những người đang ở trong hội đường các Pháp Naum ngày Sa-bát này, các tín hữu của hội đường từ trước đến giờ đang sống dưới ảnh hưởng của các kinh sư là các vị thầy chính thức được thể chế do thái giáo chấp nhận. Thế ảnh hưởng của các kinh sư và lời giảng dạy của các kinh sư sẽ tương ứng với cái ý thức về nghĩa vụ và sự tuân thủ lề luật mô được người ta thể hiện trong việc người ta tuân giữ ngày sa bát và trong việc người ta hỗ trợ hội đường ít nhất là bằng sự tham dự vào các hoạt động tại hội đường các cử hành phụ vụ hội đường nói cách khác là thế này nói cách khác là cái những người do thái ở trong hội đường ngày sa bát ở trong hội đường của của các phát nô vào ngày sa bát hôm ấy đang thể hiện hai yếu tố tức là họ tuân giữ ngày sa bát, tuân giữ lời luật và hỗ trợ hội đường và bằng cái thực hành đó họ đang chứng tỏ là họ, họ tuân thủ hay họ sống dưới ảnh hưởng của các vị kinh sư và lời giảng dạy của các vị kinh sư từ trước đến giờ la như vậy. Bây giờ, bây giờ họ cần phải được đưa ra khỏi vùng ảnh hưởng của các kinh sư và đạo lý của các kinh sư để đi vào nước trời là thực tại đã đến gần. Họ cần phải được đưa vào một cuộc giải phóng với cái lược đồ xuất hành như thế. Đi ra khỏi vùng ảnh hưởng của các thầy kinh sư và đi vào trong nước của Thiên Chúa, nước trời mà Chúa Giêsu đem đến. Và đó chắc chắn là một điểm nhấn quan trọng trong việc giảng dạy của Đức Giêsu tại hội đường Ca Phác Na -um. Nên vậy tóm lại đó nội dung của việc giảng dạy của Chúa Giêsu tại hội đường Ca Phát Na Um tuy thánh Mắc cô không nói nhưng chúng ta có thể đoán định được. Nếu một cách tổng quát có thể nói chắc chắn là lập lại cái sứ điệp mà ngài vẫn giảng dạy ở Galile như thánh Mắc cô đã trình bày ở phía trước. À, sứ điệp căn bản là thời kỳ đã mãn, nước Thiên Chúa đã đến gần, hãy sám hối và tin vào tin mừng. Một cách cụ thể hơn là thời kỳ đã mãn, việc can thiệp của Thiên Chúa đã bắt đầu được thực hiện rồi nước thiên chúa có đó rồi thế bây giờ người ta được mời gọi làm cái cuộc xuất hành của cuộc đời người ta đi ra khỏi vùng ảnh hưởng của tôn giáo do thái và đi vào trong cái vùng đất hứa là vương quốc của thiên chúa mà đức giêsu đem lại đó là cái có lẽ là lời nội dung là nội dung chính yếu của lời giảng dạ dạy của chúa giêsu trong hội đường hôm nay hết rồi ở Cô chương 1 câu 22 tác giả viết tiếp Thiên hạ sừng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. Trước hết chúng ta thấy ở câu này, tác giả ghi nhận rằng thiên hạ sừng sốt về lời giảng dạy của Đức Giêsu. Một trong những nét đặc trưng của cái hoạt động giảng dạy của Đức Giêsu đó là hiệu quả của lời giảng dạy của người hiệu quả này được trình bày qua việc kể lại cái trải nghiệm của những người nghe giảng và tác giả ghi rõ thiên hạ sửng sốt những người nghe Chúa Giêsu giảng trong hội đường hôm ấy bị đánh động sâu xa và họ rất ngạc nhiên tất cả những cái tiêu chí cổ điển để lượng giá để đánh giá lời giảng đều không còn giá trị nữa. Có một cái gì đó thực sự mới mẻ đã xuất hiện và cái điều mới mẻ đấy gây nên một sự sừng sốt trong đám đông dân chúng. Rõ ràng Chúa Giêsu giảng dạy không có theo cái các tiêu chuẩn hay các cách thức như hồi xưa đến giờ người ta vẫn nghe các kinh sư giảng dạy. Nói cách khác, những lời giảng dạy của Đức Giêsu trong hội đường ca phác đầu hôm nay có một sức mạnh đặc biệt và sức mạnh đó cũng giống như là những cái hành động quyền năng của Chúa Giêsu sau này sẽ có một sức mạnh rất đặc biệt khi người thực hiện uh, những phép lạ chẳng hạn. Ở đây là lời giảng dạy. Và cái sức mạnh đặc biệt đó trong lời giảng dạy của Chúa Giêsu gây nên một hiệu quả mạnh mẽ nơi cử tọa, người ta sửng sốt về lời giảng dạy của người. Tại sao vậy? Tác giả viết tiếp vì người giảng dạy như đấng có thẩm quyền chứ không như các kinh sư nói cái khác đó, trong quan điểm của tin của tác giả Marco sở dĩ đám đông dân chúng sừng sốt là bởi vì Đức Giêsu giảng dạy với một thẩm quyền đặc biệt khác hẳn hơn hẳn hoàn toàn không giống thẩm quyền của các kinh sư chúng ta biết các kinh sư do thái là những người am hiểu thánh kinh nhất là am hiểu Torah Lê luật của ông xê các kinh sư sẽ giải thích thánh kinh cho dân chúng. Các kinh sư chỉ cho dân chúng thấy người ta cần phải làm gì để thi hành thánh ý của Thiên Chúa được thể hiện qua các bản văn kinh thánh cựu ước. Ở trong bản văn Mắc Cô chương 1 câu 22 mà chúng ta đang phân tích đây chúng ta không thấy có bất cứ yếu tố nào cho phép chúng ta đánh giá tiêu cực về hoạt động giảng dạy của các kinh sư cả không có bất cứ một yếu tố nào trong bản văn cho phép chúng ta đánh giá uh, tiêu cực hay đánh giá thấp cái hoạt động giảng dạy của các kinh sư. Thế nhưng mà đồng thời tác giả Marco lại muốn nhấn mạnh với chúng ta rằng dân chúng một cách hết sức mau chóng đã nhận ra rằng lời giảng dạy của Đức Giêsu thì hoàn toàn khác với lời giảng dạy của các kinh sư. Vấn đề không phải là lời giảng dạy của các kinh sư dở không chất lượng mà là lời giảng dạy của đức giê là một lời giảng dạy hoàn toàn khác bởi vì lời giảng dạy của người có một thẩm quyền đặc biệt thẩm quyền khác hẳn tác giả viết rõ bởi vì người giảng dạy như đấng có quyền chứ không như các kinh sư và chúng ta biết là cái sự khác biệt này trong lời giảng dạy của chúa giê xu và trong việc giảng dạy của chúa giê xu đó sau này sẽ gây nên những phản ứng rất là tiêu cực nơi hàng lãnh đạo Do Thái. Các kinh sư sẽ vu khao, vu cáo rằng Đức Giêsu nói phạm thượng thượng như ở Mắc Cô chương 2 câu 7. các kinh sư sẽ nói rằng người liên minh với quỷ vương như ở chương 3 câu 22. các kinh sư sẽ nói rằng người đáng bị kết án tử hình như ở chương 14 câu 53 cho đến câu 65 cái lời giảng dạy của Chúa Giêsu có một thẩm quyền đặc biệt và cái cái thực tế này sẽ trở thành một cái yếu tố bất lợi và một yếu tố căng thẳng sau này trong cái tương quan của Chúa Giêsu với các kinh sư nhưng mà ít nhất thì ở đây chúng ta biết là cái 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 thẩm quyền khác hẳn và đặc biệt đó của lời giảng dạy của Chúa Giêsu đang gây nên một hiệu quả thực sự ở trong đám đông dân chúng ở trong cái cử tọa tại hội đường Úm -um vào ngày Sa-bát này cử tọa đó đã sừng sốt và ngạc nhiên và sự sừng sốt và ngạc nhiên của cử tọa này nảy sinh từ một cái kinh nghiệm trực tiếp của họ về thẩm quyền của đức giê -xu. vậy thẩm quyền đó là thẩm quyền gì chúng ta có thể nói chắc chắn một điều thẩm quyền của Đức Giêsu mà người ta đang được trải nghiệm trong hội đường các phát đầu hôm nay thì không phải là một thẩm quyền do pháp lý cung cấp, không phải là thẩm quyền pháp lý. Và tại sao vậy? Bởi vì thẩm quyền của Đức Giêsu không tùy thuộc thể chế tôn giáo Israel. Thẩm quyền của Đức Giêsu ở đây xuất phát từ sự kiện là người được tràn đầy thánh thần khi người đón nhận phép được. Chương 1 câu 10. Và thứ hai đó là cái thẩm quyền này của người xuất phát từ cái phẩm cách của người đó là người là con yêu dấu của Chúa Cha như được mặc khải rõ ràng ở chương 1 câu 11. Đấy, tràn đầy thánh thần và là con yêu dấu của Chúa Cha. Hai cái yếu tố đó làm nên cái thẩm quyền đặc biệt của Chúa Giêsu chứ không phải là chứ không phải là do cái thẩm quyền của Chúa Giêsu không phải là do thiết chế do thái cung cấp Do đó cái thẩm quyền của Chúa Giêsu không phải là thẩm quyền phạm nhân, không phải là thẩm quyền do phạm nhân ban truyền. Đó là thẩm quyền thần linh của chính Thiên Chúa là thi thố ở nơi con một Thiên Chúa, con yêu dấu của Thiên Chúa. À, như vậy là thẩm quyền của Chúa Giêsu với thẩm quyền của các kinh sư khác về phẩm chất, khác về bản chất. Đằng khác, chúng ta biết là các kinh sư chỉ có một thẩm quyền do cái thể chế do thái giáo trao phó cho và ở trong cái thẩm quyền đấy các kinh sư nắm giữ các cái kiến thức bí nhiệm các kiến thức cao siêu và thiêng liêng và ở trong cái tư thế là những người nắm giữ các kiến thức cao sâu và thiêng liêng của tôn giáo do thái các kinh sư được coi là những người kế vị các ngôn sứ và họ có thẩm quyền có thể là thẩm quyền tinh thần hoặc thẩm quyền thiêng liêng trên các truyền thống và các đòi buộc mà họ áp đặt cho dân chủ à, và ở trong cái thẩm quyền như thế đó thì việc giảng dạy của các kinh sư dựa trên chính yếu là việc trích dẫn và giải thích các bản văn của các giáo sĩ do thái giáo nổi tiếng rồi dần 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 cái, cái các cái bản văn của các giáo sĩ các bậc thầy nổi tiếng do thái được uh, quy tụ lại được kết nối lại thành một cái kho tàng và các cái kinh sư sẽ dạy dỗ dân chúng dựa trên cái kho tàng đó và các kinh sư sẽ uh, không trình bày với dân chúng cái kinh nghiệm cá nhân các kinh sư ở trong thế giới do thái sẽ chỉ lập đi lập lại vào những thời điểm thích hợp các nội dung mà các bậc thầy nổi tiếng đã đề xuất và vì vậy cho nên thẩm quyền của họ là hết sức giới hạn. Như vậy tức là ở thẩm cái nguồn gốc của thẩm quyền và cái bản chất của việc thi hành thẩm quyền giữa Chúa Giêsu với các kinh sư là khác hẳn nhau. Hôm nay dân chúng ở trong hội đường Caphanum được kinh nghiệm được kinh nghiệm ở nơi việc giảng dạy của Chúa Giêsu một thẩm quyền khác hẳn với thẩm quyền của các kinh sư mà họ đã được trải nghiệm từ xưa đến bây giờ. Và cái kinh nghiệm về thẩm quyền này của Đức Giêsu là cung cấp cho cử tọa ở ở, ở hội đường Ca-phát hôm nay một cái tiêu chí một cái tiêu chuẩn nhất định để họ bây giờ có thể đi vào phân biệt giữa thẩm quyền đúng, thẩm quyền sai, thẩm quyền cao cấp thẩm quyền bình thường tầm thường trong cái kinh nghiệm ở hội đường hôm nay một kinh nghiệm trực tiếp và cá nhân họ được đối diện với một cái thẩm quyền khác hẳn đó của Chúa Giêsu và tác giả nhấn mạnh đến cái thẩm quyền này thẩm quyền đi trước cả thông điệp của ngài à và Đức Giêsu khi giảng dạy với thẩm quyền thần linh của người như thế người không có tham vọng áp đặt lời giảng dạy của mình, bởi vì trên thực tế để xác nhận cái lời giảng dạy của mình, Đức Giêsu không ngại đến cái thẩm quyền tinh thần, thẩm quyền thiêng liêng do thể chế tôn giáo đem lại cho ngài. Đức Giêsu sẽ tỏ lộ thẩm quyền thần linh đặc biệt của ngài trong việc giảng dạy một cách trực tiếp và những người nghe ở trong hội đường hôm ấy đã cảm nhận cảm nhận trong thực tế cái sự thật của thẩm quyền của ngài, rồi họ đi đến một cái kết luận rằng thẩm quyền đó khác hẳn và chắc chắn nếu thẩm quyền của Chúa Giêsu đến từ Đức Chúa Trời thì thẩm quyền của các kinh sư là không phải là thẩm quyền của những người nói trong danh của thiên Chúa. Và có một cái sự tương phản giữa hai cách giảng dạy giữa Chúa Giêsu và các kinh sư và trong thực tế sự tương phản giữa hai cách giảng dạy này có thể dẫn người nghe đến chỗ nhận định và kết luận rằng Đức Giêsu sở hữu một thẩm quyền thần thiêng và họ có thể đi đến chỗ từ chối coi thẩm quyền của các kinh sư là những bậc thầy chính thức của thiết chế Do Thái là thẩm quyền đến từ Thiên Chúa. Và nếu họ đi đến một sự phán xét như thế, một cách tự phát, tự do chứ không phải do Chúa Giêsu áp đặt thì đó sẽ là một cái bước đầu. Đó sẽ là cái bước đầu của cuộc giải thoát mà Chúa Giêsu muốn thực hiện nơi họ. Thẩm quyền của Thiên Chúa nói qua miệng của Chúa Giêsu khác hẳn cái thẩm quyền từ các bậc thầy từ uh, đang hiện diện trong lời giảng dạy của các kinh sư đến từ các bậc thầy truyền thống đó chính là cái điều mà cử uh, ở do thái giáo đã được trải nghiệm trong hội đường và kafanum vào ngày thứ bảy hôm ấy Và bởi vì thẩm quyền của Đức Giêsu không thuộc về lĩnh vực thể chế và pháp lý, không do thể chế tôn giáo do Thái ban mà là thẩm quyền đến trực tiếp từ Thiên Chúa, cho nên người ta một khi đã công nhận thẩm quyền đó thì sẽ có thể coi Ngài là một ngôn sứ thật sự. Và do đó sẽ phát sinh sự đối lập giữa vị ngôn sứ chân chính là tiếng nói sống động của thiên chúa với vị ngôn sứ thể chế khô cứng không có thánh thần mà người ta vẫn đang được uh, kinh nghiệm hàng ngày qua các kinh sư rồi từ đó cử tọa ở trong hội đường có thể có thể bắt đầu cuộc xuất hành của họ tức là đi ra khỏi sự thụ động và cái sự đồng bộ nhạt nhẽo ở khô can để đi đến chỗ nhận ra trước đến giờ họ không được sống ở trong quyền bính đích thực của Thiên Chúa. Quyền bính chính thực của thể, thể chế Do Thái thực ra không có thẩm quyền thực sự trên họ nữa nếu họ chấp nhận thẩm quyền của Chúa Giêsu. Nếu họ tin tưởng vào Đức Giêsu thì họ sẽ được đưa ra khỏi cái vùng ảnh hưởng của thẩm quyền của các kinh sư và hậu quả hiệu quả hợp lý của cái, cái, cái việc đánh giá mà cử tọa đang thực hiện sẽ là gì sẽ là họ sẽ chấp nhận các nội dung đức giê xu đề nghị trong lời giảng dạy của họ họ sẽ đi đến chỗ có thể từ chối những gì các thiết chế tôn giáo do thái đề xuất Tất cả đều xuất phát từ cái trải nghiệm về thẩm quyền đặc biệt của Chúa Giêsu. Thế tuy nhiên, tác giả Marco lại không đề cập đến cái quyết định đi ra khỏi vùng ảnh hưởng của thẩm quyền kinh sư và đi vào vùng ảnh hưởng của thẩm quyền của Chúa Giêsu. Không, ông không nói rằng giám đông dân chúng đã đi đến cái quyết định như vậy. Ông chỉ kể cho chúng ta rằng các cử tọa cử tọa ở trong hội đường các phác nâu môn đấy đưa ra một nhận định về thẩm quyền của chúa giêsu và cái nhận định đó có liên hệ đến con người và đến cách giảng dạy của các kinh sư chứ chưa thấy nói đến cái nhận định liên quan đến đạo lý của các kinh sư Dẫu sao thì ở đây chúng ta cũng thấy bắt đầu có cái yếu tố mới nảy sinh ở trong nhận định này nảy sinh ở trong tâm trí của những người tham dự cử phục vụ trong hội đường ca phát nông hôm nay Thế cho nên các cái yếu tố được mô tả trước đây cụ thể là nghĩa vụ giữ luật ngày sa bát này rồi thẩm quyền mang tính thể chế của các kinh sư này rồi việc tuân thủ lề luật của những tín đồ do thái những người thường xuyên đến hội đường rồi cái sự tách biệt của người Do Thái với các dân tộc khác nơi hội đường Do Thái, những yếu tố đó vốn là những yếu tố đại diện cho các khía cạnh của những gì mà chúng ta có thể gọi là Do Thái giáo thể chế. Và trước đến giờ, từ trước đến giờ dân chúng ở Campuchia vẫn sống với cái Do Thái giáo thể chế đấy với các cái yếu tố đặc biệt đó. Các yếu tố đấy bây giờ đã bắt đầu được đặt thành vấn đề. Thay vào các yếu tố đó, đối với Đức Giêsu việc Đức Giêsu đi vào hội đường và giảng dạy ở đó, rồi thẩm quyền của Ngài không do thể chế ban nhưng là bởi sức mạnh của Thánh Thần, rồi cái ấn tượng mà Ngài tạo ra nơi các cử tọa, tất cả những cái yếu tố này sẽ dẫn sẽ dẫn người ta đến một cái 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 khái niệm rất là quan trọng đó là khái niệm ngôn sứ và đi liền với ngôn sứ là đặc sủng. Do thái giáo thể chế được sản sinh ở trong cái sự trung thành trong cái niềm tin trung thành tức là chấp nhận thể chế cái 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 thẩm quyền của do thái giáo. Và yếu tố thứ hai đó là nó được tồn tại nhờ sự phục tùng của tín đồ tức là sự hoàn thành các nghĩa vụ mà uh, tôn giáo này áp đặt. Sau cái lời giảng dạy trong cái việc giảng dạy của Đức Giêsu ở hội đường các phát Naum đó, thì niềm tin kia đã chuyển thành sự hoài nghi. Và người ta bắt đầu đánh giá thấp cái hay là thậm chí là phủ nhận thẩm quyền của các kinh sư. À, nhưng mà những người trung thành này chưa tự giải thoát khỏi cái sự kiềm tỏa của thể chế họ chưa thực hiện được một cuộc giải phóng một cuộc vượt ra khỏi cái sự phục tùng họ cũng chưa trở nên tự trị như vậy là cái do thay giáo thể chế sẽ vẫn còn có thể chi phối người ta được là nhờ người ta vẫn còn phục tùng chứ còn cái 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 yếu tố niềm tin trung thành ấy, chấp nhận thẩm quyền đó là đã bắt đầu bị lung lay rồi khi người ta so sánh thẩm quyền của chúa giêsu với thẩm quyền của do thái giáo thể chế được thể hiện ở nơi lời giảng dạy của các kinh sử thế thì như vậy chúng ta thấy là bắt đầu bắt đầu có một sự biến chuyển trong cộng đồng bắt đầu có một sự biến chuyển trong tâm trí bắt đầu có một sự biến chuyển trong những người đang tham dự cái phục vụ hội đường ở các phanêu mùa ấy là cái khác, lời dạy của Đức Giêsu ở trong hội đường hôm ấy có thể nói đã đánh thức tinh thần phê phán và đã đặt nền tảng cho quyền tự chủ và tự do của cử tọa. Lời giảng dạy của Chúa Giêsu trong hội đường hôm ấy đã bắt đầu dẫn đến một sự trưởng thành cho chính cử tọa đó. Xuất phát từ chỗ Chúa Giêsu tỏ cho họ thấy thẩm quyền đặc biệt của người thẩm quyền giáo huấn của thể chế đã bắt đầu bị coi là vô hiệu, đã bắt đầu bị đánh giá thấp, đã bắt đầu bị nghi ngờ. Tuy nhiên, tuy nhiên, tác giả Marco cũng vẫn chưa đưa ra cái giải pháp thay thế rõ ràng để dẫn cửa tọa đó đến tự do, đến chỗ tự chủ đi ra khỏi cái cái vòng kiềm tỏa và cái sự uh, tuân phục Uh, thể chế của do thái. Ê, nhưng mà ít nhất chúng ta thấy cử tọa này đã bắt đầu cái cuộc xuất hành của họ khi họ thực hiện cái giai đoạn đầu tiên, họ bắt đầu nhận định được rồi, họ bắt đầu phê phán rồi, họ bắt đầu thấy nhận ra có một thẩm quyền mới đã xuất hiện. Và đó chính là cái điểm nhấn của Tác giả Marco khi ông kể lại cho chúng ta cái câu chuyện Chúa Giêsu vào trong hội đường ca Naum Na-um để giảng dạy vào ngày Sa-bát hôm đó. Đoạn kế tiếp khi kể câu chuyện một người bị tinh thần ô uế phản ứng Ờ, cũng trong hội đường Capernaum ờ, phần thứ hai của bài tin mừng Chúa nhật này mà hôm nay chúng ta chưa có điều kiện để phân tích với nhau đó thì cái phần đó sẽ cho chúng ta thấy uh, một phản ứng một phản ứng ở trong cử tọa ở trong cử tọa trung thành với Do Thái giáo bị khuất phục bởi Do Thái giáo phản ứng trước lời giảng dạy của Chúa Giêsu, trước thẩm quyền của Chúa Giêsu còn ở đây thì tác giả mới cho thấy là cả cái cử tọa đó đã bắt đầu đã bắt đầu một cái hành trình được giải thoát khi họ bắt đầu biết nhận định khi họ bắt đầu có tinh thần phê phán khi họ bắt đầu biết hoài nghi cái thẩm quyền vẫn đang chi phối họ từ xưa đến giờ và khi họ đã bắt đầu như vậy là đi vào cuộc hành trình vượt qua cuộc xuất hành để được giải thoát Đúng. kính thưa quý vị và anh chị em ngày nay chúng ta cũng hoàn toàn có thể gặp lại cái kinh nghiệm của những người do thái ở hội đường Ca Phác Na -um năm xưa khi họ đối diện với lời giảng dạy của Chúa Giêsu chúng ta cũng có thể gặp lại cái kinh nghiệm đó khi chúng ta đối diện với lời giảng dạy của hội thánh lời giảng dạy của Đức Giêsu hiện nay đối với chúng ta là ở trong hội thánh và nhờ hội thánh trong thực tế thưa anh chị em chúng ta vẫn có thể bị kiểm tỏa và thậm chí là bị lừa dối bởi những diễn ngôn thế tục phóng túng mà chúng ta gặp hàng ngày qua truyền thông qua các ý thức hệ qua các chủ nghĩa đang chi phối thế giới hôm nay chủ nghĩa tương đối chủ nghĩa duy vật vô thần chủ nghĩa đề cao tiêu thụ đề cao những cái tự do cá nhân quá đáng tất cả những cái ý thức hệ, tất cả những chủ nghĩa, những cái tư tưởng, à, nói chung lại là những diễn ngôn thế tục, đôi khi rất là phóng túng và sai lầm đấy vẫn đang chi phối chúng ta và kềm tỏa chúng ta. Chính ở trong cái cái tình cảnh chúng ta bị ảnh hưởng, bị chi phối à, bởi truyền thông, bởi các thế lực, bởi ý thức hệ, bởi chủ nghĩa này kia như vậy đó. Chính ở trong cái tình cảnh như thế, chúng ta thấy vang lên lời giảng dạy của Chúa Giêsu ngang qua giáo huấn của hội thánh và nhờ giáo huấn của hội thánh. Cái tin mừng mà Chúa Kitô công đang công bố cho chúng ta qua hội thánh ở ngay giữa thế giới này, nếu chúng ta biết lắng nghe cũng vẫn luôn luôn có thể gây nên nơi chúng ta một sự sửng sốt và luôn có thể cung cấp cho chúng ta cái khả năng giúp cho chúng ta nhận định và giúp cho chúng ta phê bình các diễn ngôn thế tục các chủ nghĩa, các cái ý thức hệ sai lầm đang bao quanh chúng ta và nhờ vậy chúng ta sẽ có thể bắt đầu đi vào cuộc hành trình được giải thoát, đi ra khỏi vòng ảnh hưởng của những diễn ngôn thế tục phóng túng và sai lầm ấy. Vậy điều quan trọng bây giờ là chúng ta hãy biết lắng nghe lời của Chúa Giêsu vẫn đang ngỏ với chúng ta hàng ngày như người đã giảng dạy ở trong hội đường Cafarnaum ngày xưa và tôi tưởng chính khi chúng ta để cho lời của chúa tác động đó, thì chúng ta sẽ có cái khả năng sẽ có cái khả năng để gạn đục hơi trong, có khả năng uh, làm chủ, có khả năng đi đến chỗ được giải thoát ở ngay giữa cái thế giới đầy các chủ thuyết, đầy các cái uh, lý thuyền, lý tưởng, đầy các cái chủ nghĩa sai lầm ngày nay. Xin chúa cho chúng ta, cho tôi cũng như anh chị em chúng ta hôm nay sống lại được cái kinh nghiệm của cộng đồng những người do thái trong hội đường Ca Phác Na Um năm xưa nhờ được trải nghiệm uh, thẩm quyền của Chúa Giêsu và sứ điệp của Chúa Giêsu, sứ điệp tin mừng của Chúa Giêsu uh, ngang qua uh, hội thánh và nhờ hội thánh đó chúng ta có một cái khả năng để bắt đầu đi vào cuộc giải phóng mà người đem đến cho chúng ta một cách đích thực. Xin kính chào anh chị em. Jungle. thank you